Chào các bạn, thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn cái chủ đề là lấy tiền đâu mà để đầu tư. Thì như nhiều bạn này mình gặp á, là coi như là nhiều bạn nói lương mình bao nhiêu á, mình xài tháng đó mình xài hết trơn à, không còn tiền đâu mà mình để mình đầu tư nữa hết á. Thì cái phần đó mình theo mình á, thì mình lấy từ đâu để đầu tư, lấy tiền đâu mà để đầu tư. Thì ở trong mình giả sử như một người làm công lãnh lương hàng tháng đi, tổng thu nhập của người đó là hàng tháng là 10 triệu đồng đi, 10 triệu đồng ở đây hen các bạn, tổng thu nhập của mình là 10 triệu đồng nè đó. Ở trong đây thì có tổng thu nhập của mình là 10 triệu đồng mỗi tháng. Thì trong 10 triệu đồng đó thì mình sẽ phân bổ cái sự cách sử dụng 10 triệu đồng của mình như sau. Thứ nhất là mình sử dụng 70% là mình để sử dụng cho sinh hoạt gia đình. Sinh hoạt gia đình. Gia đình. 70% mình sử dụng sinh hoạt gia đình, 15% này mình sử dụng cho việc đầu tư, sử dụng cho đầu tư, dùng đầu tư, sử dụng đầu tư. Nếu mà mình mà có cái khả năng đầu tư sinh lợi cao thì mình có thể là mở doanh nghiệp hay là mở công ty á, hoặc là mình mua bán, tự mua bán gì á, mình đầu tư miễn sao có lời. Thì cái phần 15% này mình sẽ dành để đầu tư, là coi như là mỗi tháng mình phải cố gắng để sử dụng 15% tiền lương của mình để đầu tư. Còn cách mà đầu tư đơn giản nhất là các bạn chỉ cần mua cổ phiếu thôi. Mua cổ phiếu của coi như là mình làm ăn không giỏi thì mình nhờ những người làm ăn giỏi, thì mình hùn vốn cho những người làm ăn giỏi á, mình mua cổ phiếu của những công ty tốt để họ làm ăn thay cho mình. Mình thì nhận được cái tiền cổ tức đó thôi, nhận cổ tức khi công ty làm ăn có lãi, có lợi nhuận. Rồi mình nhận thêm được cái nữa là từ cái chênh lệch giá của cổ phiếu nữa. Giả sử như mình mua lúc giá 10.000 thì nữa mình muốn sử dụng số tiền đó, giá nó lên 20.000 hay 30.000 mình bán ra thì mình cũng được cái phần chênh lệch giá của cổ phiếu lúc thời điểm mua với thời điểm bán nữa các bạn. Sử dụng để đầu tư thì cái phần này 15% tiền lương của mình, giả sử 10 triệu thì mình cũng hàng tháng mình sử dụng mình có được 1,5 triệu để đầu tư. Một triệu rưỡi nữa các bạn sử dụng để đầu tư. Còn mình 5% này á, mình sử dụng cho việc học, học thêm cái kiến thức hả các bạn, học tập. Thức này mình để sử dụng cho việc học tập để nâng cao kiến thức, để biết cách đầu tư 5% tiền, khoảng 5.000, 500.000. Còn 5% này nữa thì mình sử dụng cái vào cái công tác là hưởng thụ các bạn, như là ăn cái món ăn ngon gì đó mình thích mình ăn, hoặc thích mua những cái thứ gì mình thích, hoặc mua cái áo đẹp hay giày đẹp hay gì đó. Áo đẹp nè, đẹp nè, giày dép đồ đẹp ha, này hưởng thụ, hoặc là đi uống cà phê cũng với bạn cũng được. Cà phê thư giãn này, coi như 5% này mình hàng tháng mình sử dụng để hưởng thụ 50%, 5%.
Còn 5% này là mình sử dụng cái việc cho đi, mình cho đi. Cho đi. Thì thường thì mình sử dụng 5% này mình cho người thân, những người cần, những người khó khăn hơn mình. Cho đi. Có thể sử dụng cho người thân, cho cha mẹ, cho cô dì chú bác rồi, những ai khó khăn. Cho đi. Như cái số này mình thấy nó ít thì mình phải cố gắng mình nâng cao cái thu nhập của mình, cái tổng thu nhập hàng tháng của mình lên. Giả sử như mình nâng cái thu nhập của mình lên 50 đi, 50 triệu một tháng đi, thì cái số tiền này nó sẽ nâng lên. Mỗi tháng mình dành cũng là đúng 15% này mình để sử dụng để đầu tư. 15% này. Cái tỷ lệ này nè các bạn, cái tỷ lệ quản lý cái thu nhập của mình thì mình thay đổi theo cái thay đổi tỷ lệ theo từng cái thời kỳ ha các bạn. Giả sử mình thu nhập 50 triệu, phần sinh hoạt gia đình mình hàng tháng thì nó không tới 35 triệu thì mình có thể giảm xuống này là chỉ là 50% thôi. 50%. Rồi mình sẽ điều chỉnh lại cái này 50% thì cái phần này mình sẽ điều chỉnh lên. Giả sử đầu tư này mình đầu tư lên là 20%. 20%. Rồi 50, 70, 85 à. Thì cái phần này mình sẽ nâng lên, giả sử như học tập thì mình có thể nâng lên là 10%. 10%. Mấy cái này mình cũng nâng lên 10% luôn các bạn. Đó, số tiền mình nó sẽ nâng lên thôi. Một trăm trăm đảm bảo cái số này là 100%. Do đó mình nhiều khi mình muốn cái muốn được cái mua cái điện thoại đẹp đó, thì mình phải cố gắng làm việc hết sức của mình để nâng cao cái thu nhập của mình lên. Mình chỉ nghĩ tới cái cách mình sử dụng cái điện thoại ngon hay chiếc xe ngon gì đó thì mình sẽ cố gắng làm việc thôi các bạn. Này là cách phân bổ dòng tiền mình. Hiện tại mình thì mình sử dụng tiền để phần phần này mình sử dụng để đầu tư chứng khoán. Hiện tại bây giờ mình đầu tư chứng khoán. Thì trong quá trình đầu tư chứng khoán thì mình cũng rút ra được rất là nhiều kinh nghiệm trong việc đầu tư. Hiện tại bây giờ thì theo quan điểm cá nhân của mình là giá cổ phiếu thì nó một số cổ phiếu thì tốt thì giá nó cũng còn rất thấp. Thì các bạn có thể đầu tư cùng với mình thì khả năng sinh lời thì cũng rất là cao. Nếu các bạn muốn tham gia công tác đầu tư chứng khoán thì hãy các bạn có thể liên hệ với mình ha. Bạn có thể liên hệ với mình qua cái số điện thoại này các bạn, 0913763949 ha. Hoặc là Zalo nó cũng được các bạn. Điện thoại này mình có sử dụng Zalo hoặc là điện chỉ email của mình. Hiện tại thì mình cái ID tư vấn của mình là BCE với số 0 các bạn. Này số 0 chứ không phải là chữ O ha các bạn. Nhiều khi các bạn có một số bạn đánh vô chữ chữ O thì lại ra là một cái ID của một người khác. Này là BCE với số 0. Họ tên của mình là Nguyễn Hoàng Ân ha. Mình làm việc cho môi giới cho công ty chứng khoán VPS các bạn. Ở bên dưới cái video này mình có để một cái đường link để mở tài khoản chứng khoán miễn phí tại công ty chứng khoán VPS luôn. Thì các bạn có thể thực hiện theo hướng dẫn.
Hoặc gặp khó khăn gì các bạn có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của mình hoặc Zalo của mình ha, địa chỉ email mình. Thì mình rất vui được đồng hành cùng các bạn ha. Mình luôn chúc các bạn đầu tư thành công. Rồi, mình cảm ơn các bạn đã xem ha. Rồi, tạm biệt các bạn.